Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bộ ảnh về hành trình đồng hành cùng một em mèo hoang mà mình đã nhận nuôi nhé. Em mèo này được người ta vứt trước cửa nhà cô mình ở trên Hà Nội lúc em còn bé như cái nắm tay. Mình nuôi và đặt tên em là Kim Chi. Hồi mới về, Kim Chi sợ người lắm, toàn chui rúc gầm bàn, phải mất một tuần mình mới bế được em ấy. Mình thấy thương em vì không biết trước khi về nhà mình em đã phải sống như thế nào. Và giờ các bạn xem này, nhìn mặt cũng thấy em nóng nghịch như giặc đúng không? Người ta bảo mèo chỉ thích nằm thoải mái khi nó cảm thấy an toàn thôi. Nó là một hành trình nỗ lực của cả nhà mình đấy. Đây là cái nhà mà chú mình làm cho Kim Chi hồi mới về này. Mỗi ngày mình cho em ăn, vuốt ve em, dù bố mẹ suốt ngày chửi là lúc nó dây ra người. Dần dần em quấn mình rất nhạt. Em còn thích nằm ườn trên giá sách. Em cũng tình cảm lắm, mỗi khi mình buồn là em cứ quấn quanh người mình cứ làm trò thôi. Một em mèo tình cảm như này, tại sao người ta lại nỡ vứt đi nhỉ? Mình chỉ ước sau này lớn lên, có điều kiện, mình sẽ gom hết tất cả em mèo hoang về nuôi để không em nào phải lang thang đói rét ngoài đường nữa. Nếu các bạn thích Kim Chi và yêu mèo như mình, hãy nhận về nuôi với mình nhé. Bộ ảnh Kim Chi đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn, hãy bình chọn cho mình nhé.